Em trai Phạm Hoàn bên tượng gỗ sửa Vân Hồng xin gửi lời chào toàn thể anh chị và các bác đang có mặt trong video ngày hôm nay. Và trong video ngày hôm nay em mong muốn được đưa lên để giới thiệu đó là một mẫu tác phẩm Ngài Đạt Ma Sư Tổ được bên em chế tác trên một dòng gỗ quý hiếm, đó là dòng gỗ Ngọc Am có mùi hương tinh dầu rất là thơm. Và đợt vừa rồi thì bên em cũng về một lô gỗ và có được những phôi gỗ Ngọc Am vô cùng là giá trị, phôi gỗ già đanh và cực kỳ là lặng. Và để mà có được những phôi gỗ chun sụn Ngọc Am nhiều dầu và già gỗ như thế này thì đến thời điểm bây giờ là không có nhiều anh chị nhá, không có nhiều. Đấy, và nếu như mà anh chị đã theo dõi từ đợt vừa rồi của bên em thì em liên tục hoàn thiện ra đó là những mẫu tác phẩm Ngài Đạt Ma và những mẫu tác phẩm Ngài Trường Mi La Hán đều trên cái dòng gỗ Ngọc Am này hết. Và em đục theo dáng thế là dáng thế bản thân, bởi vì phôi gỗ già và có những phần vân chun sụn cho nên là bên em để lại nguyên phần da gỗ này. Đấy, tác phẩm mà bên em đục theo dáng thế bản thân, tổng chiều cao tác phẩm này lên tới là 87, chiều ngang là 52 và chiều sâu cho mẫu tác phẩm này là 24, liền nguyên một khối với mức giá giao lưu chỉ có 9.500.000 đồng thôi. Và bên em cũng đã bao gồm cước phí vận chuyển toàn quốc rồi. Hoàn thiện thành phẩm xong tác phẩm thì hiện tại tác phẩm vẫn còn nặng lên tới là 38 kg, là xấp xỉ 40 cân một tác phẩm Ngài Đạt Ma như thế này, rất đẹp anh chị nhá. Và tiến máy quay sát lại gần tác phẩm thì anh chị cùng được nhìn ngắm cho em đó là hình tượng của Ngài Đạt Ma. Tác phẩm Ngài Đạt Ma với dáng thế đi khất thực cho nên trên tay của ngài đang cầm đó là một chiếc bát đây. Và một tác phẩm này độc đáo hơn cả, đó là bên em thiết kế làm thêm đó là một chú luân sư đấy, đang ngồi ở trên phần cánh tay của Ngài Đạt Ma đấy ạ. Nhìn rất là sinh động, đi lên phía trên đó là thần thái diện mạo của Ngài Đạt Ma. Từ cặp lông mày cho tới bộ râu là bên em đục tỉa bông tơi từng sợi và phần cặp lông mày này và phần râu rất là dài đấy. Và ngài càng giữ tợn bao nhiêu thì trấn trạch trừ tà cho gia đình nhà mình tốt bấy nhiêu. Và với dáng thế Ngài Đạt Ma đục theo dáng thế bản thân thì bên em giữ lại được nguyên những cái phần da gỗ này. Đấy, nguyên phần này là sụn gỗ hết nha anh chị nhá, sụn gỗ rất đẹp, dáng thế tự nhiên. Và phía dưới đây thì bên em tạo làn sóng nước và đục phô ra cả phần chân của ngài ở phía dưới nữa. Tác phẩm đục độc đáo, nghệ thuật và vô cùng là sắc nét. Và tứ diện của tác phẩm đây, tất cả cái phần dạng gỗ như thế này thì là ngay từ lúc ban đầu đấy, như thế nào em giữ lại nguyên, không ảnh hưởng gì anh chị nhá. Tác phẩm thì bên em cũng đã lên một nước si, nước BU rồi đấy, vậy nên anh chị mình chơi yên tâm nhất có thể. Tác phẩm có tổng chiều cao là 87, chiều ngang 52 và chiều sâu là 24, 9.500.000 đồng thôi là anh chị cũng có thể sở hữu tác phẩm này rồi. Anh chị nào mà ưng ý thì có thể liên hệ trực tiếp qua bên em để em có thể tư vấn cụ thể hơn và gửi ảnh chi tiết sắc nét nhất anh chị nhé. Cảm ơn chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.